Quang Lâm Vlog được mẹ vợ công khai tình cảm nhưng phải vội xóa vì bị nhắc nhở. Không chỉ người hâm mộ mà cộng đồng đại thuyền của Quang Lâm Vlog và Thùy Tiên còn có một thuyền trưởng cực chất lượng khác, đó chính là mẹ ruột Thùy Tiên. Trên trang cá nhân không khó để thấy mẹ nàng hậu rất ưng Quang Linh. Mới đây, trên trang cá nhân mẹ ruột Thùy Tiên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi đăng tải một đoạn clip hài hước của con gái Thùy Tiên và anh bạn thân Quang Linh Vlog. Trong đoạn video, cặp đôi được kép ảnh hài hước với cảnh đang cùng nhau giặt đồ. Quá thích thú trước đoạn clip, mẹ Thùy Tiên liền chia sẻ lại trên trang cá nhân của mình và viết: "Mình thấy cái clip này trên TikTok mắc cười quá nên đăng cho mọi người xem vui thôi nhé mọi người." Đáng chú ý, bên dưới bình luận, mẹ ruột Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 bất ngờ trả lời bình luận của một người bạn rằng coi chừng bị kêu gỡ xuống. Đáp lại, cô cho biết cũng đang lo. Đúng như dự đoán, mẹ Thùy Tiên sau đó đã phải vội xóa bài viết của mình vì có lẽ đã bị ai đó nhắc nhở. Có thể thấy, mẹ ruột Thùy Tiên khá ưng anh bạn thân của cô con gái. Đây cũng không phải lần đầu mẹ nàng hậu có động thái đại thuyền Quang Linh và con gái. Theo đó, khán giả không khỏi bất ngờ khi mẹ ruột Thùy Tiên bất ngờ đăng tải đoạn clip chúc mừng sinh nhật kèm dòng trạng thái: "Quà sinh nhật tự tay làm, chúc cho những ai có sinh nhật hôm nay sức khỏe, bình an, hạnh phúc." Trùng hợp, thời điểm mẹ Thùy Tiên chia sẻ đoạn clip ngày 10 tháng 12 lại là sinh nhật của Quang Linh Vlog. Dù không nhắc đến một cái tên cụ thể, trong người hâm mộ nhanh chóng đồn đoán có lẽ mẹ nàng hậu đang chúc mừng sinh nhật ngầm. Đoạn video được ghép nhạc ca khúc Anh Xa Nhớ do Thùy Tiên hát, cộng thêm loạt hình ảnh ngọt ngào của nàng hậu và Quang Linh Vlog trong chuyến từ thiện tại Angola, càng thêm phần khẳng định ẩn ý của mẹ ruột Thùy Tiên. Thậm chí, khi còn có khán giả để lại bình luận khen Quang Linh và Thùy Tiên đẹp đôi, mẹ nàng hậu cũng nhanh chóng trả lời bằng chiếc nhãn dáng đồng tình. Động thái rõ ràng của mẹ ruột Thùy Tiên càng khiến khán giả yêu thích cặp đôi Quang Linh, Thùy Tiên thêm phần tin tưởng vào mối quan hệ trên mức tình bạn của cặp đôi. Không chỉ mẹ ruột Thùy Tiên mà thời gian qua rất nhiều người thân của nàng hậu, trong đó có bà Trùm Hoa hậu và ba ruột của Thùy Tiên cũng nhiệt liệt đẩy thuyền cặp đôi và dành nhiều lời khen cho Quang Linh. Cụ thể, trên trang cá nhân, bà Kim Dung cũng phải tham gia vào cung cuộc kết duyên cho cô con gái yêu quý khi công khai ghép ảnh hai trang cá nhân của hai nhân vật chính lên mạng xã hội. Nữ doanh nhân còn thể hiện sự đau đầu khi cân đo đong đếm sẽ tặng những gì làm sính lễ cưới cho cặp đôi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bà Kim Dung viết: "Rồi chẳng lẽ vừa tốn cây vàng vừa phải thuê chuyên cơ sang Angola trong ngày ấy, tôi đau đầu quá." Có thể thấy bà hoàn toàn ưng ý và ủng hộ Thùy Tiên vì đã tìm được bến đỗ tình yêu và cảm thấy hạnh phúc. Không những vậy, bên dưới bình luận, nhiều người còn phát hiện ra bố ruột của Hoa hậu Thùy Tiên cũng tích cực đẩy thuyền cho cô con gái với Quang Linh Vlog. Nhiều người thân cận với Thùy Tiên hiện đều dành lời khen cho Quang Linh, trong đó bà Kim Dung nói: "Thằng bé đó quá dễ thương xỉu luôn, lại còn đẹp trai, vừa đẹp trai vừa dễ thương, thiệt tình, nói chung là quá khoái luôn vậy đó." Dù đã vài lần lên tiếng phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Quang Linh Vlog và khẳng định cả hai chỉ là bạn, nhưng với sự ủng hộ từ gia đình đến từ người thân, nhiều khán giả cho rằng có lẽ sự chối bỏ của Thùy Tiên không có nhiều ý nghĩa bởi người hâm mộ đang rất mong chờ nàng hậu tìm ra hạnh phúc thật sự. Quang Linh Vlog và Thùy Tiên hợp tác trong một dự án từ thiện. Sau đó không lâu, cô có chuyến sang châu Phi kết hợp cùng tên Cuộc Sống Châu Phi làm thiện nguyện, hỗ trợ người dân địa phương. Với tính cách vui vẻ, hài hước, hòa đồng, nàng hậu 9X và nam YouTuber liền được fan gán ghép, mong hai người sớm thành một đôi. Thùy Tiên cũng thú nhận rằng điều này khiến cho cả hai có chút ngượng ngùng, tuy nhiên vẫn hướng về mục đích chung là lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Trước đó, người đẹp từng chọn Quang Linh làm hình mẫu lý tưởng, nhưng khi hỏi về chuyện hẹn hò, nàng hậu nhiều lần lên tiếng cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết, không phải yêu đương hẹn hò. Vừa qua, nàng hậu tiếp tục dành những lời khen có cánh cho người anh thân thiết. Anh Linh là người hài hước, giỏi, sống vì người khác. Tiên thấy anh có lý tưởng lớn so với một người ở độ tuổi khá trẻ như vậy.